Xin chào các bác, em lên sóng phục vụ các bác cái chiếc máy lạnh di động Sanier. Gọi là chiếc máy lạnh di động Sanier nhưng mà nó có 4 chức năng, dùng được cho 4 mùa. Đây là cái con máy em bán được quanh năm nhé. Sẽ giới thiệu sơ qua các bác. Đầu tiên về kích thước của nó, chiều ngang nó vào khoảng 25 phân, chiều dày vào khoảng 35, chiều cao khoảng 65. Đấy. Nó là một cái máy lạnh di động đẩy kiêm 4 chức năng. Vào mùa hè thì các bác dùng cho em chế độ làm lạnh cool. Đấy, làm mát trực tiếp thay cho quạt hoặc là làm mát những cái không gian nhỏ dùng chế độ cool. Đấy. Vào mùa nồm ẩm miền Bắc này, các bác hút ẩm cho em, hút ẩm rất là khỏe. Con này hút vào khoảng gần 20 lít một ngày nhé, hút ẩm rất là khỏe luôn. Thay vì mua một con hút ẩm thì các bác có thể dùng con này thay cho con hút ẩm luôn. Đấy, thì mình dùng được quanh năm. Với cái mùa nồm của miền Bắc thì nó vào khoảng 2-3 tháng. Thì các bác dùng con này, ngoài ra đó sau thì mình có thể dùng làm lạnh. Còn là mùa miền Bắc tiếp tục các bác dùng sưởi ấm. Đấy, miền Bắc mùa đông nó rất là lạnh thôi nhé. Mình dùng chế độ sưởi ấm này. Con này sưởi ấm, độ ấm của nó rất là khỏe. Nó vào khoảng 70-80 độ C. Không làm khô da, không là gây bỏng. Đấy, một cái máy đa năng luôn, các bác dùng em test thử cho các bác độ ấm này, độ nóng của nó nhé. Đây. Mùa nồm thì dùng được hút ẩm. Hiện tại giờ hôm nay miền Bắc báo đây 23,9 độ C trong nhà này. Hút ẩm nhé. À, chạy sưởi ấm. Hút ẩm, sưởi ấm các thứ đa năng luôn các bác. Ngoài ra thì tiếp theo thì các bác dùng chế độ mùa thu rất chạy quạt, chế độ quạt không chạy lốc. Có 3 cấp độ gió này. Đấy. Có chế độ gió tự nhiên. Đồng hồ báo hẹn giờ tắt, hẹn giờ bật. Con này có đảo gió ngang các bác nhé. Đảo gió ngang luôn bằng chỉnh điện. Đấy. Đây, độ nhiệt độ đã lên đến 86 độ C các bác. 90 độ C. Chạy nói chung là rất là ấm, nóng luôn. Đấy. Dạ, ok. Nhiệt độ sưởi ấm cực tốt. Chạy 4 mùa luôn. Đây, đây là cái bình nước. Khi mà các bác chạy hút ẩm, nước sẽ vào đây. Mình đổ đi. Dạ. Thông số tem mát của nó đây. 325W. Điện 220V. Sưởi ấm 1130W. Hút ẩm đây ghi 15,6 lít này, các bạn này, loanh quanh đấy. Tùy vào độ ẩm nhé, độ ẩm cao thì lên 20 lít một ngày luôn. Có con thì nó ghi 20 lít, con thì ghi 15,6 lít. Đây là cái cửa gió thoát khí nóng. Khi mà các bác dùng mùa hè dùng, mình dùng làm mát phòng thì mình làm cái ống thoát khí đây. Đây, đây là khu vực dàn các bạn nhé, dàn lạnh như thế này. Còn dàn còn rất là đẹp luôn này. Đây. Đa năng, máy đa năng. Thay vì làm con hút ẩm dùng 1-2 tháng cất đi thì các bác có thể nghiên cứu dùng sang con này. Vừa hút ẩm khỏe, vừa sưởi ấm. Đây, chế độ hút ẩm này con này. Vừa sưởi ấm. Cực hay luôn. Giá bán là 3,5 triệu bảo hành 6 tháng các bác nhé. Chưa phí vận chuyển. Chào các bác.